nhiều quá không được cái gì cho nên nó rớt lỡ nó rớt hay là bị gì đó cái khả năng nó rớt cao hơn đúng không. Cái thứ ba là sấy xuống nữa nó không có được. Em live stream nha. Đã like cái mặt của anh nhớ trong trai. Hồi trước đến giờ nghe tiếng anh Chim Nguyễn rất là lâu rồi. Bây giờ mới được gặp mặt không ngờ. Tưởng đẹp trai nó không ngờ đẹp hơn. Chưa chưa nói chưa giới thiệu. Mới cái này mới đem đó. Ở đây mới rồi đó. Có rồi lấy. Có. Chưa nói xong cái là mới đó. Bây giờ này, hai thiện. Bây giờ mình giữa chậm thôi. Mình vũ mình cúi cái tay xuống này. Thầy làm đẹp lắm. Đi chậm thôi. Đó. Thứ nhất là sao? Không, không có bay bột nhiều. Mà không bay bột nhiều là không đẹp rồi. Đúng không? Cái thứ hai là không cắt tay người ta nữa. Khóa học của lớp em nè. Không có cắt tay, không có đau tay người ta nữa. Nếu mà mình tạm xíu thì người ta cũng bị giống như là không có đau bằng mình chạy nhanh. Đó, mình làm như vậy là mình đưa vô nó kỹ càng hơn mà cái cuticle nó nằm sát người ta hơn. Thấy không? Ừ. Sát hơn. Ồ cho quay cái mặt. Thầy chim một cái kìa, mọi người muốn nhìn mặt. Hello anh em. Hello mọi người. Chào chào Dương Watch. Tới đây rồi phải quay cái mặt cho đẹp trai. Ngồi đẹp nhiêu. Có gì mày nói mày cười mấy chục mẹ cái con mày thiệt á. Nói là xưa là người ta mới tin chứ bây giờ nó mới cười chứ người ta đâu có tin được. Hi Wendy. Hi Wendy. Hồi tối Duyên với lại Tim gọi Wendy không được. Không ngờ Tim ở ngôi đẹp. Ủa sao nó đẹp mà cười vậy? Mẹ thì sao nó đẹp nó cười vậy? Con em. Không nói được. Khó nói. Mẹ thì thế này. Tối thì ta phải ăn nó mới được đó. Thôi bây giờ nó cũng ăn thiệt rồi đó. Trời, bây giờ nó sẵn luôn đó nha. Nè, bây giờ mình vũa láng nè. Vũa láng thì tất nhiên mình đừng có vũa đè quá. Càng đè chừng nào á thì nó bị càng cái đường lai chừng đó. Hiểu không? Lúc này là mới cái phần như thế. Thì hồi nãy bây giờ mình đã vũa cuticle rồi. Thì bây giờ mình không có vũa cuticle nữa. Thì mình dậy vũa láng một xíu. Đẹp lắm. Mà mình phải vũ cái từ ở trên cái này luôn nè. Thấy không? Chứ không phải là chừa cái này ra. Cố gắng vũ từ đây nè. Đó, cho nó đều từ đây luôn. Để cho nó khơ từ trên cái đầu móng nó khơ luôn. Tại chừa chỗ này nó rất là xấu. Hiểu không? Nó làm tự nhiên nó phá nguyên một cái móng tay liền. Wendy hỏi Duyên có dắt Thêm đi ăn không kìa? Có. Nó dắt đi ăn. Nhưng mà tao muốn ăn hắn hơn là đi ăn. Nghe chưa Wendy? Giới thiệu người dạy cho Duyên đó. Tối ngày cứ đòi ăn không à. Vừa rồi qua Duyên nấu cơm gà quên đi. Rồi có chồng đến ngày. Chồng đi coi. Tối đi đường ăn uống sai lên đường quá. Mình ăn cho đi. Chỗ ăn phở gì ngày xưa chị Giác. Tiết mục là bị hủy bỏ đó. Nay dẫn ông đi ăn cua đồ biển. Thì có muốn đi ăn phở không? Wendy nó dẫn đi ăn phở kìa. Ở đây đâu có ngon đâu Wendy. Em đẻ cái mua nhắn tin địa chỉ cho anh gửi đồ baby qua em. Gửi đồ baby gì trời. Cứ gửi đài ngàn đi. Nhanh. Hả đúng không? Hai con đéo con nào cho tao ăn hết trơn á. Đụng bán tháng tháng cho tao ăn, tao gửi ngàn hay ngàn tao không tiếc. Đâu có ăn được tháng đâu, đụng mà cũng đâu không ăn được luôn á. Ăn cái búa. Bà Duyên bà nuốt ong không chừa lông tóc luôn. Tao bà bà nó quá. Ăn rồi sao không chừa lông tóc, tóc còn được ăn. Lông tóc có rồi. Hai anh Sơn Nguyễn đang học ở Indiana đó anh.
ít nhưng mà vui. Phát này ít nhưng mà vui. Vui, tao thấy nó vui hết trơn luôn. Bị chửi yêu tinh không à. Lỗ không vui luôn à. Lẹp vậy mà. Từ 500 vẫn trả xuống còn 300. Cứ vậy hoài rồi. Học không vui vậy, sợ luôn Wendy ơi. Wendy nói kìa, anh qua Cali đi, Wendy nuốt anh như là nuốt trứng vịt lộn luôn á. Ghê vậy. Tao qua hỏi tao có được ăn đâu, không được ăn luôn á. Mà tao qua tao thấy mập như con heo, độ mạng nhìn cũng ớn mạng. Trời ơi. Wendy, Wendy, Wendy. Thủ phàng. Nghe nói vậy đó Wendy kìa. Mới sành đó, bây giờ bị sẵn hậu mà. Con người ta đẹp vậy mà nói vậy đó. Đẹp nhưng mà nó có bầu quá, đủ ăn như con heo đó là coi như là. Xin nói đàng hoàng với con gái đi. Đúng rồi, Wendy là đồ cúng sao ăn. Tôi cũng cúng luôn, không có ăn được đâu. Nhìn thôi. Hai chị Sương. Bộ nail đẹp chưa? Phức phức thôi, vẫn đẹp. Cọ đó của anh đâu rồi? Mấy bạn ơi, anh Thiêm anh có cái cọ nè, đắp rất là sướng nha. Bạn nào muốn mua cọ thì đó, cọ đó, đó, đó. Anh Thiêm có cọ đắp bột rất là tốt ha. Từ từ để giới thiệu sai trước đây. Đây phải không? Anh có 3 cây. Cây cọ số 14 với lại số 16 với lại cây 45. Với cọ số 45. Xay 45. 45 thì có biết cọ mấy cái kia thì còn 45 chứ còn nhiêu cây. Có cây thôi. Có cây. Còn có cây thôi. Nhưng mà này cho mướn, lấy cho bán, đó bán. Cho mướn. Mướn một vài nay thôi. Em quảng cáo cọ dùm cho anh Thiêm nha. Anh Thiêm có 2 cây, có 3 cây cọ số 14 và cây cọ số 16 và có một cây cọ số 45 nữa. Bạn nào mà muốn mua cọ mà này lông rất là mềm. Dút đã. Đây là chị Dút từ đầu là bột chảy tới đâu. Tôi đang giới thiệu cây cọ số 14. Còn cọ số 45 tôi chưa có biết. Bà này mà khói cái cọ này nhiêu em mất rồi? 38 đồng. Không. Tôi lời. Trời có nặng đó. Cái cọ này là 38 đồng. Nếu ai mà mua trên line này bây giờ còn được 32 đô nha. Trời cũng ngán. Được. Chị này đang chưa lắm hàng. Đó, cái cọ này đẹp lắm luôn á. Cho thầy Kim. Dùng 10 năm không hư. Anh Thiêm còn bao nhiêu cây? Còn lấy cái tay củi củi đi. Có cười quá không chịu nổi. Cọ xe 45 bao nhiêu tiền kìa? Wendy hỏi kìa. Cho mướn. Không, không cho Wendy mướn đâu. Đồ mà em mướn hư cỏ. Wendy trả 45 đô kìa. Đó, cây cọ nè. Cọ số 14 và cọ số 16. Mặt nạ chị bán bao nhiêu? Bán sao? Ồ, tôi quảng có cọ mà có người mua mặt nạ của em kìa. Đừng có chơi mấy cái này. Tại vì mấy cái này á, thực ra nó không có detail. À, nó quá detail. Thì nó làm ra nhìn cái bộ tay nó rối.
mình làm cái gì mà cho người ta thấy, nhìn vô à người ta thấy. Em đang học ở chỗ Fisher đường 96 á chị, gần 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 xem á. Hiểu không? Cần xem mấy chị Sương. Đừng có làm sáng sớm như người ta quá. Đừng quá. Bị làm lố quá. Anh Thiêm dạy 3 ngày. Đơn giản mình làm ra cho nó không đơn giản. Cái này Dương mới mua nè, lần đầu tiên thử cây cọ của anh Thiêm. Dùng thích lắm luôn á. Anh còn có mấy cây à, bạn nào muốn mua thì inbox Duyên nha. 38 đô một cây, bữa nay sale còn 32 đô nha. Đứng xích xích ra tay hình phụ ấy kìa. Của em đó. Chị nhà rồi. Đi cắt tóc chắc này đỡ không? À lanh quá. À biểu đỡ đi em nè. Ai biết ngày hôm nay lại đi. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc luôn trong vai tỷ nữ. Wow, đẹp chưa kìa. Nhức nách luôn á. Mai em gọi anh Khôi á mày. Hả? Mai em gọi anh Khôi. Ủa, có ai có biết là sticker. Không, nó nằm trên đường 37 mà. Tại vì cái chiều nó ở. Gọi anh Khôi. Đây. Này chị mua ở đâu? Để chồng mình luôn. Trời ơi, nãy giờ chưa bấm. Trời đất ơi, hay quá ha. Khoan, nãy giờ không bấm. Bấm 10 giây cuối. Thôi, quay gì. Trong lúc mà đang đợi cho treo khô thì nghỉ ngâm. Anh Thiêm một lần nữa. Ừ. Đây toàn đồ quỷ không? Có một mình tao là thiên thần thôi. Thôi nguyên mặt thiên thần à. Đó, cái luôn. Nguyên con. Hai thiên thần. Đây. Đây đây đây. Đây mình là yêu tinh rồi, hiểu không? Không. Thôi chị đó. Nghe nói thiên thần không có. Bên đây ơi, thấy thiên thần nè, thiên thần đó. Thiên thần đã bay tới India nè. Cười cái coi thêm. Bình thường thấy cái gì ói. Làm gì ói. Thiên thần nó ói. Thiên thần mà chữ thai nhủi. Ủa màu hồng không có một cái hộp sàn hả anh? Chưa mày đủ má mày lanh quá. Trời ơi, không bị chửi mà. Đó là thiên thần đó. Hai chị Thi. Đó là thiên thần đúng không? Đó là mình lấy top gel nè, bỏ nó cũng được ha. Đây là anh Thiêm Nguyễn, người Đà Nẵng. Trai Đà Nẵng. Đó, bột ở sân bay kia. Bột ở sân bay cho nó yếu. Bột cái khi nào gel đi móc thiệt để mấy sân bay chứ. Bột mấy sân bay làm gì. Hôm nay lớp của Duyên vui lắm, học toàn là người Đà Nẵng không à. Đà Nẵng và Quảng Nôm Đà Nẵng. Tất cả mọi người là Quảng Nôm Đà Nẵng. Ừ, ta nói Đà Nẵng mà. Con cái lúc nào gián tiếp. Con cái lúc nào nó cũng mình cũng gắt hết sau thôi. Bị cơ. Ngón cái lúc nào cũng gắt hết sau. Thì
rác tới ốc sau là coi như mắt con rồi đó. Người ta đi trước con con mình rồi đó. Yeah, exactly. Tào lao mày. Cái gì nữa? Chó mày không bóng gì trơn. Mình chuẩn bị ra mà cái quét quét những cái sau là coi như xong bốn ngón còn ngón hai quét. Hai trơn anh thêm nè trơn ai từ mỏ cáo ấy ở trên kia cao quá mới không đổ tới nàng. Các bạn tới với lại thầy Jim là bạn đã thấy thầy Jim học khóa này rất ơi là vui luôn. Một lần nghe chửi, hai là hát. Thầy rất là vui tính. Vậy gắn đá hả? Qua việc chi nhà lấy đá cái. Quá xuất sắc. Đây. R hát. Coi coi, đấy đấy, bỏ cho bà con đang ngắm chiêm ngưỡng. Không có dầu ha, cái tay hơi bị khô. Tập trung những cái cần nhìn nha mọi người. Ồ cái tay mình xấu quá. Vậy có đá loại gì thì anh Tim có. Tới coi đi, có loại nào lấy loại đó. Hay là sao, phải khỏi. Đâu rồi, cái hết đá rồi rồi. Bên mày chi nhà. Đá gì đâu, chi nhà rồi. Ủa chị không mang đâu ở đây hả? Để tiệm rồi, đem về tiệm rồi. Dạy cục kim cương nhỏ đó. Con này bị bác không được con ơi. Cái gì? Bên. Nói thầy nói thầy nói tiếng Đà Nẵng kìa. Cái này đâu, cái gì đâu có phải là đá đồ mà cái gì là cái thứ chi á trong mình là đá. Thì vui. Mà không có màu. Vui lắm trần toàn dân ở Đà Nẵng không à, Đà Nẵng với Huế. Thật sợ. Này cũng đéo vui nữa. Lô không mày? Lô mới đây đâu rồi. Không phải. Anh Thiệp, có người yêu cầu nói giọng Đà Nẵng kìa, nói giọng Đà Nẵng. Vậy nãy giờ nói giọng Đà Nẵng mà. Ông chị. Đâu có nói giọng khác đâu. Cô Lô cũng khỉ, cô Lila. Cô Lila, cô Lô. Anh bỏ lên cái nắp kỹ á. Cây chấm cây chấm đá mới. Nè 15 đồng sale còn 10 đồng làm tôi lấy cái mới đủ như sợ được vô à, được vô à. Anh Thêm lắc lấy cái cọ truy đi vẽ đi anh đi chưa mày vậy truy đi hả? Bây giờ đó mình cứ gắn đá như vậy cho anh, không có cần phải gắn nhiều, đụng nó càng nhiều bây giờ nó càng rối lắm. Hiểu không? Nhưng mà mình chặt người ta nhiều tiền quá người ta cũng không thích nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái lượng mà cái phần trăm nó tới nó rớt một hai hộp nó tới nó sửa mình cũng phiền lắm. Ủa vậy cái kêu clue gì đó bữa anh đi nói là cái clue nào vậy? Cái clue facet clue của em. Em xịt vô là cứng ngắc luôn, đâu có chạy đâu được nữa. Hát cơ lưu luôn. Thổi cho khô. Không khí im lặng quá. Chỗ gắn như này là không được thở.
được chưa? Diễm làm xong bộ này cái về nhà gái hết khờ. Đó. Về khỏi ổng công. À, không làm gì hết trơn. Chồng làm thôi. Duyên mà có nguyên này là cứ giơ hết tay lên thôi. Không làm gì hết. Chắc lắm á chứ, nhưng mà mấy cái hộp dỗ này cũng rớt à. Mấy cái hộp kia nó hộp dỗ mà tại biển rớt à, tại biển dính cái đít lại, nhưng mà cái hộp cũng rớt. Ừ, cái mặt rớt. Để thử nguyên ngày gì. Tối đừng làm chi hết nha. Tối đi. Tối đi ăn chay nha, đụng quá cái nếu mà đụng vô đầu lắm á. Đụng má đầu á, tung máu á, đụng mà lên bệnh viện nó mới còn đụng nhớ đến tôi nữa, đụng. Trời ông làm nha, ông nhớ cái ổng á. Có chuyện nó nhớ tới mình. À, vậy đó chứ phải. Thầy Dương. Lúc cũng sướng đâu có nhớ tới đâu. Đồ mà có chuyện kìa, không nhớ tới. Trời ơi, nhỏ quá. Thầy của em. Đất của chúng mình. Dịp quay qua đây coi với nha. Bây giờ đắp cái gì anh? Bây giờ mình đắp vẻ lại. Đất. Dịp dịp quay ngược lại. Móng nhọn đẹp. Ai? Nhìn cái nhám này, nhìn cái đó tốt không? Nhám. Này em chừng em không. Thế cái chứ nhìn thấy sợ. Phiêu cái đậu này tháo ra chứ đi bốn tuần qua lại như cái bộ này em lấy nhiêu tiền ta dụ giấy mà rồi ta mới đây mà mới rất tiền chứ hồi sáng về trừ tới thấy cậu như mắc cái đậu giấy tiền thêm nữa rồi có rồi chị. Phải thương thầy. Thương cái đéo chi độ mà. Từ 500 vẫn còn 300 vậy. Bị hoài nè, ấm ức hoài kìa. 72 vào bị hoài vậy hả? Ông nói 2000 mấy giùm cho tôi cái trời. Cứ nghĩ tới là 500. Đúng rồi. Mấy, em cũng 2000 mấy á nha. Ủa chị cũng quốc 2000 mấy rồi hả? Thôi tụi bay lật mặt ra làm chi bay. Ủa hôm qua em nói chị chứ có 600 mấy. Sắp sửa thêm 1000 mấy nữa. Ờ ok. Vậy là cái đó là cái tiền thanh đẹp trai quá. Trời ơi. Nhưng mà không có đang lỗ. Không biết sao lỗ cái gì nhờ. Lỗ cái gì luôn á. Ừ, có nguyên cái lỗ luôn á. Chi vậy? Trời ơi. Trời nguy hiểm. Bắt con rồi. Bắt con rồi. Đang gì nữa? Con mình đang. Đang vẽ hả? Anh cũng biết. Con đang bộn á. Không có năng gì, không năng dễ dãi. Có tiếng. Có tiếng mình đâu phải đeo bụng. Rồi bắt đầu tập trung học nha. Đấy, cây cọ của anh Tim đó. Thì mình vẽ line thì anh thì lúc nào anh muốn design anh cũng làm màu trắng hết trơn. Cái màu cho nó năng
nổi. Cái cây cọ đắp bột này là cây cọ thần thánh đó nha mọi người nha. Kiếm thần. Ừ, kiếm thần này. Lông rất mềm. Mượt. Mềm tay mượt. Tay cầm vừa nữa. Mượt. Tay cầm cái tay cầm nữa. Uh-huh. Dũng sướng. Quảng cáo cây cọ. Anh Chim đang đắp là cây cọ số 16. Số 14. Cây của mình cũng biết nữa. Cọ cũng không biết số mấy nữa, đừng có nói. Không, hai cây cọ 16 của anh nó nhít nhẹ nhau có chút xíu. Nó không có gì. Thấy dẻo không? À, dút 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 dẻo à. Nó không, cọ này nó không có dính bột. Có dính bột. Tại cái đầu cũng đậu nó mỏng. Anh đang tạo cái đậu mỏng. Cái cọ mà nó cái đầu mà nó dày quá thì mình vút cũng mệt lắm. Tại mình vút nó đi bột á. Nên mình cứ bị nâng nương tay. Phiền. Là hít cái này vô mũi luôn mà khó chịu ơi. Lúc nào mình đắp cũng phải bẻ vô cái xếp của mình ha. Mình làm sao cho mình giữ cái xếp của mình. Đó, ta kẹo ra. Đừng cho nó mất xếp rồi được. Chút nữa mình giữa mảnh. Ừ, đắp này đẹp nha, đắp khỏi giữa luôn. Lại chèm bèm ra thì lúc mình giữa nó mệt lắm. Mình nản nữa. Quá dày đó. Ôi, sao đắp hết vậy hả? Không làm mô bồn. Vẽ lại để mai vẽ nè. Ồ. Như đánh kiếm mà. Đó thì nản còn 3-4 lửa không? Nản mẹ. Hôm 2 ngày rồi anh thấy khen thế nào ấy chứ. Ngày đầu tiên chỉ có khen mỗi kia chưa đưa lên, người ta lên cao xíu, chưa lên tới đỉnh mình đã đạp xuống rồi. Trời, em cũng mong vậy chị. Bây giờ ngắn quá giờ, bây giờ toàn là thành quỷ không, gì sợ. Đừng nghe, đủ mấy cái màu này bị đen xấu ghê lắm. Tại nhưng mà nó lại thích màu neon. Nhưng mà nó nhớ là mình nhớ mình mix cái màu nude vô. Với mỹ đen thì mình mix màu nude vô. Phải có một món màu nude. Hiểu không? Sao làm vậy? Chi tại làm nó phải đen một... hả?
làm chi làm phải mà bị đen mà làm mấy cái màu này á thì mình phải có một ngón màu blue vô hoặc là làm ombre nude. Hiểu không? Hai chị Trang. Cái màu nude nó làm cho cái màu cái mấy cái màu cái tông cái da nó. Ừ. Nó matching với cái màu cũng làm cho cái màu mấy cái màu nude này nó chìm xuống. Ơi. Đó là không ngắn. Đó là ngắn. Còn diễn đất này. Thank you. Đấy là sao lại vậy? Làm xong đưa chắc đọc ra cho mình. Chưa khô. Đợi chút cho khô. Sao đắp luôn đó mà lại khô. Anh chừa lại ngón làm cái gì vậy? Anh làm biết. Chưa khô nên đắp tao. Nó khô bên kia là giũa được rồi. Nó làm xiên đi. Ngồi hát một bài đi. Cho đợi cho khô. Thằng quỷ cũng gắn, còn rớt nữa. Nó làm phải gắn lại nè. Đâu bớt đó. Bớt mà, phải bớt nghe. Rồi không dính. Phật ở trên kia cao quá. Từ sáng đến giờ là em nghe bài này ạ. Đụng bị tắt cái đầu tao không biết nữa. Như sáng giờ anh hát còn câu nè, anh hát từ sáng đến chiều, từ đây từ chiều đến tối hát tiếp đi. Thuộc có một câu đó là bài đó thuộc có một câu. Hồi xưa thì nhanh lắm, sao giờ nó già lắm. Đáng nghe câu thứ hai không được. Hát câu từ sáng đến chiều. Bộ này đem đi làm luôn đi, mai khách vô đòi, mốt khách vô đòi. Dạ, mai làm sao làm khách được mai. Đồ mai mấy nhiều chị tay gì. Khách đòi duyên làm. Rồi khách đòi duyên làm. Làm nguyên con xong nguyên ngày về luôn. Thì mai vẫn đi làm bình thường nhưng mà tới thân em đưa trong duyên làm. Tên em đi hả? Tên em đi. Chị thích kịch chị, chị cứ thích kịch tên chị. Đâu sao đâu. Chị đôi. Em đụng cái tiền bạc có lòng nhau mạnh lắm, tôi cho hết đi. Lấy tiền đây mua con. Gái hay lửa đó. Anh đụng lửa không á anh ơi. Chán. Còn đồ mẹ có trong lớp này có một câu không lửa thì đồ mẹ nhất định phải đẹp với lại có tiền. Mà không nói là nó đụng vô được. Con nó là cái nhìn cái thằng nó vậy đó, chứ nó heo nó chăm thấy bà cố luôn. Là con gái nhất định phải đẹp. Đúng rồi. Và có tiền nữa. Con gái nhất định phải có tiền. Đúng rồi. Có tiền thì phải có, nhưng mà đẹp thì ví dụ mình có tiền thì mình sẽ đẹp. Chắc chắn ha. Ai nói đấy? Đi sửa sắc đẹp anh này. Có tiền đề phòng để có chuyện gì thê chân hồ sử. Sử đẹp luôn. Bây giờ có tiền là thằng đẹp nó cũng đi theo nữa. Lanh lắm. Nói không lanh mà một năm là có đầy đủ chứ phải chỉ lanh 6 năm. Hả? Một dương hậu. Em, một năm thôi. Năm. Nhưng mà một năm sau là em đủ hả? Ấy là nó nói đưa qua Mỹ một. Không có đẹp á nha, em không có đẹp. Em đẹp là em nửa năm thôi. Em đẹp là em 6 tháng, 3 tháng à. Bởi ba lứa đó. Ê, bỏ cái mát cho người ta coi mặt kìa. Hồi quá chứ bị thôi quá. Dạ thôi. Em vậy được rồi. Vậy được rồi. Sao nhầm giống bà Cindy nữa? Các Cindy trong này nữa. Thôi, không phải Cindy.
Em tên là Thu, em tên là Thu thôi. Biết Thu rồi. Năm nay em 31 tuổi. Năm nay em 31 tuổi, tuổi em 3 lứa. Mày nói luôn nè. Điện nước đầy đủ kìa. Dĩ nhiên trời, tại bận đồ mùa đông thôi chứ mùa hè là chết. Chết. Phim. Trời ơi, anh nghe mùa hè đi, em thấy một con sọt. Em đi làm là em chỉ là một con sọt. Em đi làm lại mà buồn sọt không à. Chuyến sau là phải đi qua mùa hè. Dạ. Nói vậy vậy. Thêm đập đầu luôn. Có thuốc đâu đầu không uống gì. Mà chắc làm chung với tiệm mấy người này chắc mình nghỉ ngang. Giờ mà biết làm bột nữa làm sao mình chết nữa. Tôi nghĩ luôn. À. Vui anh nè, nói cho vui thì vẫn có cái người vui vui đến đỡ vui buồn, học đến đỡ buồn. Đứng xa xa ra coi chừng đụng mất kìa. Bóng đèn gần đụng á. Chị lúc đó chị mặc quần sọt đó. Không vậy đó. Trời. Thèm thót trước trời. Không nói thèm thót thôi chứ cũng nói cũng sắc nách bình thường thôi. Chứ không có áo dày. Kỳ lắm, kỳ lắm. Nhưng mà cũng không có hở ngực. Không có hở ngực. Hở ngực là người ta chết. Người ta đòi không nữa. Trời ơi, khách đòi nhiều lắm. Không có áo dày. Đi làm nghèo đó mà khách đòi vậy đó. Áo dây không là khách đòi đó. Thôi làm ơn lấy mát xuống để cho bà con gọi cho bọn chị. Cho mấy chị ở đây nữa thôi. Cho mấy chị. Mình lấy về dùng sau dùng sau rồi. Thôi. Mình không lên cái trăm. Ủa cái dùng này đâu dùng sao? À dùng. Không, em nói chỗ em ra là dùng sau dùng sau. Cái này ở đường 96 em. Gần buffet trên này á em. Lớp học cho mà cười bắt đau bụng. Cười chảy nước mắt. Cái trà luôn từ cái mũi nhọn đó. Cái trà luôn từ cái mũi nhọn. Em xin. Này chưa khô. Bây giờ là anh đang làm cái tay này, lát nữa là vẽ phải không anh? Các bạn chịu khó ngồi đợi chút, lát xem anh Tim vẽ nha. Lấy cọ của anh vẽ. Vẽ gì anh? Vẽ like. Kìa, kìa. Nói con like thì lấy xíu xíu đi. Cho ông vẽ kìa. Ông vẽ cái gì đó, lấy ra mẫu cái tụi này đâu có đâu. Tay nó nhỏ, bạn đủ. Trời ơi, ba làm cho ba bự lắm. Trời ơi, chắc không. Một hình chặt lại hai món. Cũng ra vậy. Ăn mà bự hơn, tức là ăn là ngoài hành tinh rồi đó. Cười nè.
Con biến tường nè. Con tưởng tượng là không tập trung từ gì hết. Tưởng tượng chi đây, tôi coi thử có nhiều lắm đồ mà. Không nhiều khi cái, em cái thời trang nó bị thay đổi mình. Không không nhiều khi em nói chọc anh vậy thôi chứ em nói mà... tự tin vậy thôi. Cái dạng gì mà. Trời, tao mệt quá trời. Nước mắt nó chảy luôn á. Trời, ổng sợ ổng duyên bên kia luôn. Trời, ổng duyên bên kia. Ổng sợ, ổng lý thương cũng che mình luôn. Không phải, không còn ổng cố tình đó. Để cho bà sát rồi đó, cẩn thừa. Cẩn thận á. Mới quay lát, anh quay ngược lại rồi xong. Bẻ bóng đèn. Làm cho người ta đứng coi kìa, đứng đó. Như là trong bụng vậy đó. Sát tới xíu nữa, sát xíu nữa. Cái này là có mang cái mang cái eo của con Duyên không? Không, mấy em dở lên luôn giờ. Thôi đừng có làm vậy. Em đã nói là em không xài app và không bao giờ xài đồ giả. Nếu mà anh đây, đi qua đây mùa hè là sẽ thấy hết đó. Không có gì giả hết á. À, ý nói là năm tới qua nữa đi đó. Đó, cái này là em tâm phải tiệm chị ơi, cái này tụi em đang đi học nail đó. Anh Chim bay qua dạy tụi em nè. Thầy với trò đó mà không biết ai thầy, không biết ai trò luôn. Hai Thúy. Ôi mày quá trời ơi, cười. Thấy người ta thường đắp màu xong rồi người ta trước khi người đắp màu người ta đắp lia phía dưới có đen không anh? Không đen. Đồ mà anh đắp màu không thì bạn dũa đồ vô lúc còn muốn bay màu nữa thì bọt lia lên nó bay chắc đi chứ. Hiểu không? Đúng không? Ừ. Thì phải có mix. Ồ, cái đầu dũa anh thêm dũa anh nhưng không có bột hả ta? Bán cho mix. Không có bay bột phải không? Là biết được cái nào. Mời thầy qua Alabama dạy nail đi. Anh ăn kìa. Ừ, vào gần hết. Vào gần hết. Nói vậy thôi chứ mình phải bảo cái này hết. Nhưng mà cái con nằm đi lâu quá. Ờ, sao model này thấy quen quen? Đố bạn nào biết bạn này là ai được nhận quà nè. Thấy thấy hả? Ừ. Tốt hơn. Năm chị Nga chỉ qua vậy. Ủa thấy đang ở đây chứ. Ủa rồi hả? Thì bữa hôm trước thấy cây trương tiệm mà. Ở đi Việt Nam không biết qua chưa đó, sao em mới hỏi chị nào chị qua. Ờ. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của thầy Chim Nguyễn nha. Chị Phạm Kiều muốn học á chị. Thầy một lớp là 12 người, chị đi kiếm đủ 12 người là inbox cho thầy nha. Thầy bay tới nơi luôn. Phục vụ tận tình. Đọc thang vui tính và phục vụ đừng vụ tới đâu luôn. Nói đi. Mà có nhận gái mấy lửa? À, đủ mà gái trên ba lửa thì thôi. Trời ơi. Chị ăn học cũng là để single. Rồi, ok. Có mày ok, thôi tụi em tập trung học hành đã nha. Có gì lát nữa em qua livestream tiếp. Lát gì livestream tiếp ha. Bây giờ tập trung học. Đang ở đâu? Không, hai chị không đi học, bữa đi nghỉ mấy ngày đi học đây nè Thúy. Cha hết pin rồi. Ok, em chào mọi người nha. Có cái cây đen hả?